Có một địa điểm du lịch không mới nhưng cũng không bao giờ cũ dành cho các tín đồ du lịch, đặc biệt là các tín đồ Phật giáo khi về An Giang. Mỗi khi Tết đến xuân về hay là trong các dịp lễ, nếu về vùng bảy núi An Giang, chắc chắn các bạn sẽ được mắt. Hãy đi núi Cấm ngày đầu tiên, rồi tiếp theo mới đến miếu Bà Chúa Xứ tại núi Sam. Nổi tiếng bởi sự linh thiêng và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, mỗi ngày núi Cấm thu hút hàng chục ngàn du khách về thăm viếng và cúng Phật. Núi Cấm còn được gọi là núi Ông Cấm hay Thiên Cấm Sơn, nằm ở địa bàn xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, cách trung tâm thành phố Long Xuyên khoảng 90 km và cách thành phố Châu Đốc khoảng 37 km. Núi có độ cao 705 m. Đỉnh Bồ Hông trên núi Cấm là đỉnh núi cao nhất trong dãy Thất Sơn huyền bí, và núi Cấm cũng là ngọn núi cao nhất đồng bằng sông Cửu Long. Hello, xin chào các bạn. Thì hiện tại mình đang ở tại một ngôi nhà trọ. Ngôi nhà trọ nằm ở gần với đường đi vào khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm. Và mình thuê đây thì phòng quạt một đêm chỉ có 100 ngàn thôi, và phòng lạnh là 200 ngàn. Và từ khu nhà trọ này đi ra thì bên phía tay phải sẽ là con đường đi vào nơi để chúng ta thuê xe ôm và xe lữ hành để đi lên núi Cấm. Còn ở bên tay trái của mình thì chúng ta sẽ đi vào cái nơi cái cổng để bán giấy cáp treo. Thì ngày mai thì mình sẽ dự định sẽ đi xe lữ hành. Khu nhà trọ mình thuê có khung cảnh khá mát mẻ, đặc biệt là giá rất hạt rẻ nha. Ông bà chủ thì rất dễ thương, hiền hòa. Nhà trọ nằm giữa hai cổng chào đi vào núi Cấm, rất thuận tiện cho việc di chuyển. Mình đi biển. Rồi, đi. Quay em luôn không? Quay luôn. Thì hiện tại mình đang đi vào cổng của Lâm Viên Núi Cấm và sẽ đi qua bên kia mua vé tắm Thanh Long, tắm công viên nước Thanh Long vừa mới khai trương. Bất tiện một điều là đi vào mua vé công viên nước thì các bạn phải mua vé cổng vào trước, tốn 30 ngàn trước. Một người lớn là 20 ngàn, trẻ em là 10 ngàn. Sau đó chúng ta lội vào đây, chúng ta mua vé đi tắm riêng nữa. Người lớn là 90 ngàn và trẻ em là 50 ngàn. Phía trước của chúng ta đó là công viên nước, mình sẽ cho các bạn xem. Đây chính là công viên nước Thanh Long. Quá thơ mắt. Xin chào các bạn. Đây là công viên nước Thanh Long. Quá tơ bắc. Đọc vãi, khó vãi chưởng. Đây là vé các bạn. Vé người lớn là 90 ngàn và vé trẻ em là 50 ngàn vào công viên nước này. Không biết sẽ như thế nào. Thôi mình sẽ đi tắm với con, rồi mình sẽ làm clip sau cho các bạn xem. Wow, rộng quá các bạn ơi. Quá rộng luôn á. Này quay là quay không nổi đâu. Rất là rộng luôn. Sau khi tắm và trải nghiệm công viên nước khá là thú vị với cô công chúa của nhà mình xong, thì trời cũng sập tối, bọn mình di chuyển để đi tìm một quán ăn. Ở đây các bạn có thể chạy đến phía trước khu vực chùa Bửu Sơn, sẽ có rất nhiều hàng quán cho các bạn lựa chọn. Hello, xin chào các bạn. Hiện tại thì gia đình mình đang ghé vào một cái quán ăn ở đây, nó nằm ở gần với chùa Bửu Sơn bên kia. Đây quán ăn có đối diện cái sân bóng các bạn. Thấy giới thiệu có khá là nhiều món nhưng mà không biết chất lượng như thế nào. Thì ở khu vực phía trước của hai cái cổng đi vào khu Lâm Viên Núi Cấm thì rất là nhiều hàng quán ăn uống các bạn. Tuy nhiên
nhiên thì mình thấy là chủ yếu thì chỉ có lẩu bò rồi này kia thôi. Mình thấy quán này có gà, có bò, có cá này kia nữa. Mình ghé vào mình check thử, mình sẽ để lại cho các bạn xem và đánh giá cho các bạn khi các bạn đến và thưởng thức. Quán thì có khung cảnh rất là rộng ở phía sau, là những cái tùm, những cái chậu để mà mọi người vào ăn uống. Quán này tên là quán Yumi hả các bạn? Có khá là có rất là nhiều món ăn luôn nè, menu luôn, tổng cộng tới 28 món lần nè. Đúng các bạn đó. Qua đây là xem menu coi ha. Thì gia đình mình kêu một cái lẩu bò lá giang. Tí nữa thì xem thử xem lẩu bò thì ăn như thế nào. Món gì là quắc là này là lẩu bò lá giang nha các bạn. Đây là lá giang. Món chưa từng được ăn. Bữa nay làm chục bạch để ăn thử cho các bạn luôn. Gấp một miếng bún. Đây nè. Thử hương vị làm sao? Đúng là món ăn của người Khmer. Rất là lạ. Đây mình chưa từng ăn. Cái lá nó chua lắm. Để mình nấu canh chua. Bò cũng ngon chứ. Bò nhúng lá giang. Đâu à, con cầm nước ngược rồi không? Mình thấy khá ngon các bạn. Đây là bill tính tiền nha các bạn. Bò lá giang là 150 nè, bún là 10.000, mình uống 2 lon ăn co là 32.000, cà chả đá 5.000, tổng cộng là 197.000. Giá cũng khá chấp nhận được. Và mình khẳng định với các bạn là món bò lá giang này là ngon. Ban đầu tưởng đâu là một món thất bại, ai ngờ là một món thành công. Bây giờ mình sẽ đi check in tiếp những cái địa điểm khác để giới thiệu đến các bạn. Đây là khung cảnh buổi tối ở phía trước chùa Bửu Sơn, nơi tập trung khá đông đúc các hàng quán về đêm. Trước khi thưởng thức ẩm thực buổi tối tại đây thì bọn mình ghé vào cúng trước tại chùa Bửu Sơn. Ngôi chùa có khung cảnh nhìn khá đẹp dưới ánh đèn lung linh. Đây là ngôi chùa người Hoa thuộc dòng Tào Động Chánh Tông. Chùa thường xuyên đón rất là nhiều du khách Phật tử đến tham quan lễ bái. Khuôn viên sân chùa được trang trí các vườn hoa khá đẹp mắt. Chính giữa sân chùa có một cột cờ cao tọa ngự trên đóa hoa sen. Bên trái có một tòa tháp thờ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát rất uy nghiêm. Lấp lánh dưới ánh đèn là ngôi chính điện của ngôi chùa, vừa trang nghiêm vừa đẹp mắt. Phía trong có thờ một tượng Phật A Di Đà và một tượng Phật Di Lặc. Bên phải ngôi chùa là một tiểu cảnh thờ cúng các tượng Phật để mọi người đến thăm viếng. Xong thì gia đình mình bắt đầu đi tìm một quán cà phê. Bọn mình chọn uống cà phê tại resort Sang Như Ngọc. Đây là khu resort được tích hợp cà phê, nhà hàng, hồ bơi. Mà mình bật mí cho các bạn, chúng ta có thể dẫn các em bé của mình vào khu resort này tắm nha. Vừa có thể uống cà phê, vừa trông trẻ. Và giá vé thì cũng khá là hợp lý, chỉ 50k trên một người. Khu vực quầy cà phê mình thấy khá là rộng, kết hợp với nhiều điểm dành cho các bạn thích xem view sông ảo như thế này này. Phía trên là khu vực nhà hàng, ăn uống, bên phải chính là khu vực hồ bơi.
Hello, bọn mình đang uống cà phê tại resort Sang Như Ngọc. Đây là hai ly cà phê của hai vợ chồng mình, với biểu giá đó là 30k, vậy mỗi một ly cà phê là 15k. Đối với một vùng resort thì giá như thế này thì cũng là khá được hả các bạn. Cà phê ngon á. Nếu đến Núi Cấm cà phê thì cái này uống ha. Tiếp theo hành trình buổi tối hôm nay, gia đình mình sẽ ghé ăn vặt tại một quán có tên là B-Boy, nằm gần chùa Bửu Sơn. Quán trông rất sạch sẽ và bán đồ ăn thì khá ngon. Sẽ có một cây cầu, một cái chiếc cầu để mà du khách đứng ở trên đó cho cá ăn, rất là nổi tiếng ở Hồ Thủy Liêm này. Hôm nay có rất nhiều khách đến tham quan và đi trên chiếc cầu nổi tiếng này để tham gia hoạt động gọi là phóng sinh. Họ sẽ mua cá từ những người bán hàng hoặc là thức ăn để rải xuống hồ. Mình thấy những người đến đây đều rất yêu thích hoạt động này. Tuy nhiên, điều không tốt đó là một số người trục lợi từ việc bán cá con cho khách du lịch thả xuống hồ mà chẳng thèm để ý rằng khi thả như vậy thì những con cá con sẽ bị những con cá lớn ăn mất mà thôi. Từ chiếc cầu này, bạn có thể phóng tầm nhìn ra chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc và chùa Phật Lớn, ba địa điểm cúng viếng nổi tiếng nhất tại đây. Đứng từ sảnh chùa Phật Lớn, bạn có thể nhìn thấy bức tượng Phật Di Lặc uy nghiêm từ đằng xa. Sảnh chùa có rất nhiều Phật tử về cúng viếng. Đối diện với chánh điện của ngôi chùa là một tòa tháp dưới hồ, nơi được công thờ xá lợi của Đức Phật. Từ chục lớn sẽ có một con đường vô cùng nhộn nhịp dẫn tới bức tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc có chiều cao 33,6m, tính từ dưới chân đến đỉnh đầu. Tổng trọng lượng của cả nền và vỏ tượng gần 1.700 tấn bê tông tốt thép. Bức tượng đặt tả nét nụ cười an nhiên, từ bi hỷ xả và cái bụng to đặc trưng của tượng Phật Di Lặc ở Việt Nam. Và đến ngày 29 tháng 5 năm 2013 thì tượng được công nhận là tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu Á.
phía trước mặt các bạn chính là ngôi chùa Vạn Linh. Ngôi chùa có tầm view rất đẹp, ngay khi cả các bạn đứng ở gần hay là ở xa. Chùa bao gồm hai công trình kiến trúc lớn, một là ngôi chùa với phần chánh điện ở bên trong. Hai là bảo cát Quan Âm hình tháp cao 7 tầng. Các bạn hãy cùng mình chinh phục bảo cát Quan Âm cao 7 tầng này nha. Khi lên mỗi tầng, các bạn sẽ thấy một bức tượng Quan Âm và tầng cao cuối cùng sẽ là tượng Phật A Di Đà. Từ trên đỉnh tháp, các bạn có thể nhìn toàn vẹn khung cảnh núi Cấm từ trên cao. Xèo ở đây thì mình thấy thế nào cũng như nhau. Tuy nhiên, thích nhất đó là các loại rau rừng ăn kèm ở đây. Có nhiều loại rau mình cũng không biết tên nó là gì, nhưng khi được ăn kèm với bánh xèo ở đây thì ôi thôi, nó ngon không có gì diễn tả được hết. Các bạn nên tự mình thưởng thức và cảm nhận đi nhé. Sau khi ăn xong thì trời cũng bắt đầu trưa, khá là mệt mỏi. Bọn mình ghé vào một quán cà phê có tên là Hồ Ngọc ở bên cạnh nơi mình ăn bánh xèo luôn. Quán có khung cảnh và tầm view đẹp, nhìn thẳng ra hồ Thủy Liêm. Đặc biệt cà phê thì cũng khá ngon và giá cả thì cũng rất hợp lý, 15k trên một ly. Uống cà phê xong thì bọn mình di chuyển đến bến xe Lữ Hành để bắt xe xuống núi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. À, mà cuối video này mình còn có một lưu ý nhỏ cho các bạn nữa nè. Đã xuống chân núi Cấm rồi các bạn. Lúc nãy thì chờ đợi xe Lữ Hành lên rước trong cái dịp lễ này, trong cái dịp Tết này thật sự rất là đông luôn, rất là vất vả đó. Tuy nhiên thì chúng ta có thể lặng lẽ, chúng ta kêu họ nhét vào, chúng ta đi hai ba người thì chúng ta kêu họ nhét vào cho nó dễ. Và gợi ý cho các bạn thì các phương tiện duy nhất đó là các bạn hãy đi cáp treo hoặc là xe ôm. Còn xe Lữ Hành thì cái ngày thường thì nó sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên vào dịp lễ Tết thì xe Lữ Hành sẽ rất là đông.